Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì hôm nay mình tiếp tục quay trở lại với một tựa game mới ra nha các bạn. Con này thì nó có tên là Big Boss nha các bạn, Big Boss nhá. Đó, nó có tên là Big Boss. Bạn nào mà chưa tải con game Big Boss này thì có thể tải game thông qua link dưới phần mô tả của video. Thì ở video sau mình sẽ tặng code cho các bạn nhá. Sẽ có code game cho các bạn từ 20, 50 hoặc là 100k. Cái này thì mình sẽ đi xin code để mình phát cho các bạn nha. Ok, thì nói chung là game mới ra thì mình cũng gọi là nạp vào đây khoảng 500.000 để mình test game trải nghiệm cùng các bạn nhá. Thì bây giờ xem nào, xem game thì có game nào nào. Cũng có quay thú nhá, cũng có quay thú. Con này thì nó cũng giống y hệt cái con game Ewin với Awin, Kufante Win ấy. Nó cũng giống cái giao diện của những cái game đó. Nhưng mà đây thì chắc là game mới ra cho mình nghĩ là nó sẽ nhả nhá. Thì bây giờ mình sẽ thử tải hai cái con quay thú với siêu xe nào. Đây thì mình cũng chưa tải game luôn này. Bây giờ mình mới tải, mình về mình trải nghiệm với các bạn luôn này. Chứ cái này mình cũng gọi là đã chơi đâu, đúng không? Cũng đã chơi đâu. Cái này mới gọi là nạp tiền vào. Ôi, cập nhật tài nguyên thất bại. Rồi thì mình sẽ vào con quay thú nhá. Ok, ui quay thú cầu mới à. Nhưng mà giao diện này thì mình thấy đẹp phết nhỉ. Giao diện này mình thấy đẹp phết thì mình thoát quay thú ra. À đâu, có cầu rồi các bạn, có cầu rồi. Nhưng mà đây bây giờ nó mới mở cầu này. Để xem cầu, à cầu đang về chim à. Ok, quay thú chắc là mình vào, mình gọi là hôm nay vào kiếm tiền ăn non thôi nhá các bạn. Hôm nay vào ăn non thôi. Chứ mình cũng gọi là chưa nghiên cứu cầu của cái con game mới này. Nó chạy như nào thì cái này mình cũng chưa nghiên cứu nhá. Hiện tại thì nó đang đi cầu đôi thì phải này. Đang đi hai thú này, cái này khả năng cao nó sẽ ra con khỉ tiếp. Nhưng mà thôi, mình ăn non thì xem nào. Mình sẽ đánh gọi là ba cửa bên thú mỗi con 10k nhá. Ăn kiếm vài chục thôi, đúng không? Kiếm vài chục kiếm mới, mình kiếm vài chục thử test thử xem ngon không đã. Còn nếu mà ngon thì hôm sau mình đánh to sau nhá. Thôi xong. Như vậy là ván đầu mất mẹ nó 30 rồi nhá, mất 30 rồi anh em ạ. Rồi nó về con chim màu xanh này. Từ từ anh em nhá, cứ từ từ thôi. Cái này thôi, vậy thì nếu mà nó về như thế chắc là mình ăn non đánh 6 cửa nhá. Mỗi cửa 50. Đó, đánh mỗi cửa 50 để gỡ lại ván vừa rồi tiền vừa mất đấy. Được chưa? Đánh xong mình sẽ sang siêu xe mình chơi. Đó. Nói chung là đối với ăn non thì nó thật với anh em là nó rất là đơn giản luôn nhá. Con game nào cũng vậy. Đây là con game mới ra cho mình không biết là nó có soi hay không nữa. Xem nào. Rồi ăn rồi. Ok, hay quá, về con chim bồ câu ăn được 400. 400 cộng với 107 nữa là bao nhiêu nhỉ? 559 rồi, lãi được 50 nhá. Lãi được 50, ok thôi ra nhá. Lãi 50 thôi ra chuồn. Ok, được chưa? Mình sẽ vào phần sự kiện đi. Ok, báo danh nhá. 2.000 này, xu chia sẻ này. Cái này anh em chia sẻ anh em cũng nhận được 3.000 nhá. Ngoài ra còn phần thưởng nạp này thì cũng được này. Cấp dưới nạp tiền thì mình cũng nhận được thưởng này. Còn gift code này thì chắc là vài hôm nữa sẽ có gift code cho các bạn nhé. Các bạn cứ đăng ký qua link của mình đi. Hôm sau thì có gift code mình sẽ thông báo cho các bạn, được chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ vào con siêu xe đi nhỉ. Vào con siêu xe đi. Ok, xem nào, xem ván này về gì đã. Ok, về con xe màu Cadillac này, Cadillac X5 nhá. Mình sẽ vào mình đánh, gọi là đánh X5 thôi anh em. Đánh 4 cửa, mỗi cửa 50. Hôm nay kiếm lấy 100 đi làm bát phở nha. Phở Hà Nội bây giờ thì cũng 4-50 rồi, chứ cũng không còn giá 30 nữa. 30 thì cũng phở, cũng ít thịt bò anh em ạ. Thôi làm 2 bát 50 nhá. Kiếm tiền ăn một ngày. Nói chung bây giờ hàng hóa đắt lắm. Đó, hàng hóa các kiểu đắt lắm. Cho nên đâm ra là bây giờ tiền nó mất giá anh em ạ. Mất giá lắm. Đó, 600 nhá, kiếm được 100 rồi. Có nên kiếm thêm không nhỉ? Có nên kiếm thêm không nhỉ? Hay là dừng lại tại đây anh em? Ok, thôi để mình kiếm thêm ván nữa nhá, kiếm thêm 50 nữa, kiếm cho cả ngày mai luôn. Ok, nói chung là đối với con game Awin này, các kiểu con game Big Boss này đấy, con này là con Big Boss nha, chứ không phải là Awin đâu. Nó giao diện giống thôi, chứ nó tên là khác đấy. Ôi thôi xong rồi, thôi vỡ mồm anh em ạ, vỡ mồm vào con đấy rồi còn đâu, vào con xe VIP rồi còn đâu nữa. Như vậy là mất 200 mà, mất 200 tiếc quá. Rồi thì mình sẽ vào Long Hổ đi, vào Long Hổ gỡ lại một tay là đẹp. Đang cầu 122 à, 122 từ từ bây giờ mình sẽ đánh 123 luôn nhá. Chốt tay hổ này, 200 nhá. Rồi, ô thôi ca xong rồi. Gãy anh em ạ, như vậy là gãy rồi. Biết thế quả đó không tham nữa, nghỉ là ngon rồi đấy. Tự nhiên lại tham, đâm ra là bây giờ toang anh em ạ, toang nhá. Toang, có khi mất cả trì lẫn chài rồi. Ok, tên này xem nào. Tên này thì mình sẽ all in vào hổ nhá. All in vào hổ, còn 200 all in nốt vào hổ đi.
Mà ăn thì đánh tiếp, còn thua thì chắc là cũng nghỉ thôi, chứ biết sao được. Nay nạp 500 vào có vẻ hơi đen. Hai rồi, ăn rồi. Gì ok, gỡ lại được 200 nhá. May quá. May quá anh em ạ. Tưởng lại mất bát phở. 399 à. Rồi xem nào. Hiện tại thì mình đang theo cái cầu bằng nhá. Đang theo cầu bằng ở đây này. Ui, ở đoạn này có cầu đẹp này, 1, 2, 3 tách này. Nhưng mà mình vào chậm quá. Đó, đây có cầu 1, 1, 2, 2, 1, 1. Ok, tay này vào long 200 nhá. Vào long 200 xem có liếm được không. K, ok, liếm rồi. Đó, như vậy là mình lãi được bao nhiêu nhỉ? Lãi được, thế vẫn lãi được có mỗi 100 à? Thế vẫn lãi được có mỗi 100, lãi có 93.000 anh em ạ. Thôi, nghỉ thôi. Đó, tầm này đánh cũng rén lắm anh em ạ. Ok, lãi 100, ổn rồi nhá. Thì đây, phần đổi thưởng đây. Đổi thưởng thì nói chung là anh em liên kết ngân hàng vào, anh em rút tiền thôi nhá. 593.000, thôi, nghỉ nhá.